sketch I was holding. The sketch I was holding. Where's the man in charge? Who's in charge? He's in the public Kiwi job. I forget. There's no American POWs here. No, but I didn't ask that. Ông không có hỏi như vậy. Ông hỏi là có bao nhiêu người, người Việt Nam, bất cứ người nào là bị giam giữ ở đây. Không phải là tù binh Mỹ. Không phải là tù binh. Ở đây là mời các anh. Nhưng mà xin là... Yes, we're going. How long has he been the director? Ông là giám đốc ở đây bao lâu? Because we have next big meeting. We're now trying to build a new village. Vì thế cho nên là cái điều kiện để tiếp đón các ông các bà là chắc chắn là nó không được tốt lắm. So of course the conditions here are very poor. It's not very good to welcome this kind of delegation. Tôi xin giới thiệu, đây là thiếu tá Trần Chí, trưởng trại Trần Chí Quốc Hành. First, I must introduce to you Major Trần Chí. He's in charge of this camp. Tuy nhiên thì ông Chí là cũng mới làm trưởng trại ở đây 3 năm nay thôi. No, he's on the job for only 2 years. Những người trưởng trại trước đây thì đã nghỉ việc hoặc là đã chết. Some of his predecessors have retired and some of them have died. Riêng tôi thì cũng có thời gian làm việc ở đây và cũng có tiếp xúc một số người Mỹ ở đây. Cũng có thể giải đáp một số những cái mà các bạn mong muốn. I've been here for some time and I've been meeting with some Americans. How many years has he been here? Ông ở đây bao nhiêu năm? Tôi ở đây là gần 30 năm rồi. I've been here for 30 years. 30 years at this prison? 30 năm ở trong trại đây. Ở trại này tôi ở là hơn 10 năm. Tức là từ năm 1967. Trước cái thời gian mà các bạn quan tâm. I've been here since 1967. It means long before you are interested in this issue. Vậy tôi có thể giúp được gì các bạn thì xin các bạn yêu cầu. So I will be happy to help you if you have any questions. How many prisoners do you have here? Ông là bao nhiêu người?
giam giữ ở đây. Theo tôi biết thì có 10 người. It is my understanding that we have 10 prisoners. How many places for prisoners do you have? Và đây có trước bao nhiêu người?